Hiện nay cho trẻ học âm nhạc từ khi còn nhỏ đang là xu hướng được nhiều chuyên gia khuyến khích vì nó đem lại nhiều lợi ích cho trẻ. Học âm nhạc không đơn thuần là một lớp học năng khiếu, một sân chơi lành mạnh cho trẻ. Bên cạnh đó còn giúp ích rất nhiều cho việc phát triển trí tuệ của bé. Chính vì thế, lớp nhạc Giáng Son được thành lập với mục tiêu tạo ra một nền tảng giáo dục âm nhạc tốt nhất cho các em về cả tài năng, tâm hồn và nhân cách. Lớp nhạc Giáng Son được thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 2020 bởi thầy Nguyễn Xuân Tùng, tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Giáng Son chuyên đào tạo và phát triển năng khiếu cho trẻ từ 5 tuổi trở lên với các bộ môn piano, guitar, organ, thanh nhạc, vẽ. Bên cạnh đó, lớp nhạc còn có các chương trình luyện thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và các chứng chỉ âm nhạc quốc tế như LCM, ABRSM với đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, các trường nghệ thuật sư phạm âm nhạc, phương pháp đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, áp dụng một cách hợp lý song song giữa lý thuyết và thực hành, phù hợp với nhu cầu của từng học viên, tạo cho các em một môi trường học tập vui vẻ, năng động và sáng tạo, để các em có thể tự thể hiện bản thân và kết hợp với tập thể. Phòng học được trang bị máy lạnh rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi với trang thiết bị phù hợp với từng bộ môn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em tiếp thu bài học một cách tốt nhất. Giáng Son sẽ đồng hành cùng các em trên con đường phát triển khả năng âm nhạc của chính mình. Xin chào và hẹn gặp lại! Mọi thông tin chi tiết, các quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới màn hình. Lớp học Giáng Son xin trân trọng cảm ơn!